Chào cả nhà nha, hôm nay mình là lên chia sẻ cho nhà xem tài xế 16 tuổi chặt đất lắng bon luôn nè cả nhà. Cả nhà thấy hay nhớ chia sẻ ủng hộ đến cả nhà để cho mình có động lực mình với cái video tiếp theo cả nhà. Đó, tài xế 16 tuổi đó, thấy không? Chặt đất lắng nè. Ghê cho cả nhà. Bon luôn quá dữ đó, máy chạy gần máy đó, đó máy chết tê cả nhà, chặt láng nha cả nhà, chặt láng nè, đó đúng rồi, gọi là chặt láng luôn cả nhà, lắng bon luôn nha. Đó thầy thấy trẻ thầy cao đó cả nhà, chỉ có 16 tuổi thôi cả nhà mà cầm cái máy này mà chạy thấy là rất là giỏi luôn nè. Thấy là mình trẻ luôn chưa quá dữ, chạy máy chạy rất là lẹ luôn cả nhà, chạy tốc độ luôn đó. Quá tuyệt vời cả nhà, đất chạy đất đẹp như luôn cả nhà, quá tuyệt vời. Con máy này nhìn rất đẹp cả nhà, cái trang chế hiện đại bây giờ nhìn thấy đẹp quá. Luôn. Hôm nay mình cũng có lên tài xế này mà cũng trang rồi cũng thưa thứ cho mà chưa có phá láng cho cái nhà thêm nè. Nay kỹ thuật phá láng của tài xế trẻ. Thử cái chạy bằng cái tài xế lớn không nha cả nhà, nó dòng đây. Đặt kìa. Rất là dữ luôn. Hơi chói chói nha cả nhà, cả nhà xem thông cảm nha. Mình quay bằng điện thoại cho nên nó cũng không có đẹp mà không nha cả nhà. Nhà xem thông cảm nha cả nhà. Quá trời đẹp luôn cả nhà, nhìn thấy quá mướt luôn rồi đó. Đó, đất nó láng rồi nè trời. Đó, gì đâu rồi. Cứng lắm mình nha cả nhà. Cũng đây cũng rộng lắm cả nhà. Đất to bay thắng cánh quá trời rộng luôn nè. Lái thấy lái rất là nhẹ nhàng, đã quen cái lái nhẹ nhàng chứ gặp mình không biết lái mình nên chắc mình lái kiểu đó chắc bay bờ ganh quá cả nhà, đại ghê quá. Hơn người 180 độ luôn, dữ thật. Quá đẹp luôn rồi, đất quá đẹp luôn cả nhà. Một cảnh đất này rộng lớn và đồng cây xanh đồng quê rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Không, được không? Quá tuyệt vời.
rồi vậy này. Còn có lần nó gọi là tài xế đang sửa rất kỹ rồi. Tài xế này là cái đội của Mạnh ở xã Thanh Long không cả nhà. Đội của Mạnh là 3-4 chiếc rồi đó, 4 chiếc rồi vậy. Còn mấy cái máy kia chạy trên kia nha cả nhà. Còn cái máy dữ dữ không à? Cái máy này biết là về quê 135 á. Băng ảnh là cái máy đó là đẹp rồi đó. Mình chích tên này thấy là hai cái rồi đó. Nó không biết này giờ từ bò có miếng này nha cả nhà. Đi quá dữ luôn. Cũng là tuổi trẻ tài cao. Cái cây trắng trắng này là cái cây gò ta cầm để mình đánh đường nước đó cả nhà. Cầm vậy đó, một gò là đánh một đường nước, một gò đánh đường nước. Nó vừa qua chặt miếng đất đây. Này đất chưa chặt ha. Dũng 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 lỗ lỗ này. Này đất thì máy xới xới có bùn cả nhà ơi. Chạy rất là mau luôn á, chứ mình đạp gò nó cũng dễ cả nhà, mềm thật mềm. Đó, mình thấy chạy được đó, không biết mình chạy chạy chứ. To to ghê chưa. Cái đậu giạc, cái đậu giạc nó sâu nè, cái trẻ bạn sửa mấy cái đậu giạc nó nè, đó, mình thấy chưa, đó, quá dữ, đó tại cái lòng bờ nó cái nè. Đất này tại giờ cũng tới dưới bờ dưới đó cái này, có bờ ngang này, đó bờ ngang cái cây trắng cầm á, đúng là tài xế trẻ rất là giỏi luôn cả nhà, còn nhỏ tuổi mà cầm máy chạy là rất hay nha cả nhà. Nó giờ mới đất đây. Rất là đẹp. Nó dưới chạy lên là muốn người về được cũng dọc bờ cả nhà. Bên kia có con máy nữa đó cả nhà. Bên kia cũng có con máy này, con máy bên đây là con máy gần quê 135 cả nhà. Con máy bên đó đó. Con máy bên đây dịch tê. Rất dữ luôn. Tài xế trẻ 16 này mà chạy là mấy tài xế lớn chạy lơ mơ là cả mình lợi luôn cả nhà ơi. Mình thấy chạy lại mà đất rất đẹp luôn cả nhà. Quá chưa đâu. Đó thì qua cái lăng bón luôn cả nhà. Đó không dừng lại bắt đầu đi dịch hai cả nhà. Dịch hai chạy dài cho nên lại lần giác cái là không.
quá đã luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem hay nhớ ủng hộ kê đăng ký kênh mình nha cả nhà. Rồi cái video của mình hôm nay tới đây thôi nha cả nhà. Hẹn gặp cả nhà các video sau nha. Chào cả nhà.